Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình điểm tin 168 giờ của báo Lao động Điện tử. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 12 của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Lâm Đồng có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bí thư các huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đề nghị các sở ban ngành chủ động triển khai để nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục quán triệt nội dung trên tới cán bộ chủ chốt các sở ngành. Lãnh đạo các huyện cần chỉ đạo đưa nghị quyết tới tận các chi bộ cơ sở. Các địa phương cần có sự sắp xếp và linh động trong quá trình quán triệt học tập nghị quyết để đến với cơ sở đầy đủ, cụ thể, góp phần tạo chuyển biến hiệu quả trong thực hiện nghị quyết ở cấp cơ sở. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, sáng 28 tháng 6, Tổ đại biểu số 2, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc với cử tri các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nhiều ý kiến cử tri kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các địa phương đã được lãnh đạo các địa phương trong tỉnh giải trình cụ thể. Những ý kiến tâm huyết của cử tri đối với những vấn đề trọng tâm của địa phương và đất nước, những vấn đề mà người dân quan tâm, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp, trình lên Quốc hội và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết và thông tin tới cử tri. Chiều ngày 23 tháng 6, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, giám đốc các sở ngành, đại diện lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy cùng 60 doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho các hiệp hội doanh nghiệp, hợp tác xã trên toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, hội nghị đối thoại này là dịp để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, lắng nghe các doanh nghiệp nói về những khó khăn vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Lãnh đạo tỉnh cùng các sở ban ngành và các địa phương luôn đồng hành cầu thị trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Bí thư Tỉnh ủy hứa và cam kết tỉnh sẽ quyết liệt hơn nữa nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương trong tỉnh phải tự nghiên cứu, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt bỏ những thủ tục rườm rà, trả lời dứt khoát, hướng dẫn giải thích cụ thể để doanh nghiệp biết thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền quảng bá các sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh đến với thị trường trong và ngoài nước. Đề nghị các sở ngành, các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử của tỉnh công bố công khai các quy trình, mẫu biểu của các cơ quan ban ngành để doanh nghiệp được biết, thực hiện và giám sát cơ quan sở ngành trong việc thực hiện. Sáng ngày 30 tháng 6 tại Đà Lạt, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên truyền báo chí vùng Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2017. Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tuyên truyền báo chí ở khu vực đã hoạt động hiệu quả, bám sát định hướng của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền để phản ánh kịp thời các vấn đề còn tồn tại, đấu tranh chống lại các luận điệu tiêu cực cũng như tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan nhà nước, nhân rộng các mô hình tấm gương tiêu biểu, đóng góp cho sự phát triển của khu vực. Sáng ngày 28 tháng 6 tại huyện Lạc Dương, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 ở cụm 1. 6 tháng đầu năm 2017, tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh ổn định. Các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo nghị quyết 08 của Tỉnh ủy. Cấp ủy Đảng các cấp đã kịp thời lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Qua đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện thông báo số 64 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 7 về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi làm việc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến quốc lộ 20, đoạn từ Di Linh đến Đơn Dương. Theo đó, kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và những khó khăn vướng mắc tại dự án. Được biết, hiện đang có 14 điểm đang còn gặp khó khăn trong công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, chủ yếu liên quan đến quyền lợi của cư dân, thủ tục chuyển đổi đất rừng và các vấn đề xung quanh như sạt lở đất hay là chặt hạ cây. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S. cho biết, Lâm Đồng sẽ tập trung giải quyết giải phóng mặt bằng bàn giao đơn vị thi công theo quan điểm, vướng mắc tới đâu xử lý ngay tới đó, không để kéo dài gây mất thời gian. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch cũng khẳng định việc giải quyết vướng mắc phải trên quan điểm hài hòa, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, nhà nước và doanh nghiệp, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn công trình. Lâm Đồng cũng yêu cầu các đơn vị thi công nhận được mặt bằng cần tiến hành thi công nhanh và đúng tiến độ, bố trí triển khai các hạng mục bổ sung. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, khi có bất cứ vướng mắc nảy sinh, cần đề xuất ngay để chính quyền giải quyết nhanh, tránh để kéo dài, sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới tiến độ thi công chung trên toàn tuyến. Mới đây, ông Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã ký quyết định công nhận 21 xã trên địa bàn tỉnh đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Trong số 21 xã này, huyện Di Linh có 7 xã, huyện Bảo Lâm có 5 xã, huyện Đà Tẻ có 3 xã. Các huyện Cát Tiên và Lâm Hà, mỗi huyện có 2 xã. Huyện Đức Trọng và huyện Đam Rông, mỗi huyện có 1 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Lâm Đồng cho biết, đến nay, Lâm Đồng đã xây dựng 54 chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản trên địa bàn. Trong đó gồm 29 chuỗi rau với hơn 780 hộ sản xuất trên tổng diện tích 1.433 ha, đạt sản lượng mỗi năm 141.330 tấn. Tiếp theo có gần 200 hộ nông dân liên kết sản xuất 4 chuỗi hoa, tổng diện tích 216 ha, sản lượng 151 triệu cành một năm. Còn lại là 17 chuỗi chè, 685 ha, sản lượng 8.664 tấn một năm và 4 chuỗi chăn nuôi hơn 31.400 con heo. Lâm Đồng vừa thông qua kế hoạch phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, dự toán tổng kinh phí thực hiện gần 21,5 ngàn tỷ đồng. Cơ cấu nguồn kinh phí chiếm hơn 18% ngân sách nhà nước, gần 20% nguồn vốn lồng ghép và gần 62% nguồn vốn của doanh nghiệp, nhân dân. Thông tin từ Sở Công Thương Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đang xem xét không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu đối với các cửa hàng không bán xăng E5. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 170 doanh nghiệp xăng dầu với 250 cửa hàng cung cấp xăng dầu. Trong số các doanh nghiệp trên, mới chỉ có 13 doanh nghiệp triển khai kinh doanh xăng E5, gồm 21 cửa hàng, đạt tỷ lệ 8,4%. Mức tiêu thụ xăng sinh học E5 thời gian qua chỉ đạt 2-3% so với xăng khoáng RON92. Việc xem xét không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu đối với cửa hàng không bán xăng E5 dựa trên quyết định số 53 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đến ngày 1 tháng 1 năm 2018, tất cả các cửa hàng xăng dầu sẽ phải ngưng bán xăng RON 92, chỉ được phép kinh doanh xăng E5 và xăng khoáng RON 95. Thưa quý vị và các bạn, ngoài những thông tin chúng tôi vừa điểm, tuần qua báo Lâm Đồng còn có nhiều bài viết về các vấn đề như xây dựng đảng, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm tìm đọc. Còn bây giờ thì chương trình điểm tin 168 giờ của báo Lâm Đồng điện tử xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.